Người đàn ông này từng là một tay giang hồ khét tiếng trong thế giới ngầm, đầu đội trời, chân đạp đất, chưa biết ngán bất kỳ ai bao giờ. Tuy nhiên, ông ấy từng một lần tham gia phi vụ cho băng đảng đã bị cảnh sát tóm cổ và ở tù một thời gian khá dài. Đến lúc mãn hạn tù, chỉ muốn sống một cuộc đời yên bình hưởng tuổi già. Nhưng một lần nữa, số mệnh lại trêu đùa người đàn ông này. Một đám lưu manh máu lạnh đang truy đuổi con gái của ông ấy, buộc lòng một lần nữa phải ra tay tái xuất giang hồ để bảo vệ cho con gái của mình. Vậy tại sao con gái của người đàn ông này lại bị đám giang hồ truy đuổi gắt gao đến như vậy? Cuối cùng, người đàn ông này có thể thành công bảo vệ đứa con gái của mình hay không? Để biết các diễn biến tiếp theo của bộ phim như thế nào, thì mời các bạn xem qua tác phẩm hành động Bố Già Sát Thủ nhé! Tại đất nước Hoa Kỳ xa xôi, lúc này cô bé Lydia nhận được yêu cầu từ gã bạn trai đang vào trong một cửa hàng để mua kẹo đồng. Do không cung cấp đầy đủ giấy tờ tùy thân nên Lydia chỉ có thể mua những loại kẹo đồng giá rẻ, ít sát thương. Nhưng nhiều đây cũng là quá đủ để phục vụ cho phi vụ lần này của cô cùng bạn trai. Gã bạn trai tên là Jonan, một tên giang hồ máu lạnh nổi tiếng trong thế giới ngầm vì là cháu của đại ca xã hội đen khét tiếng nhất nhì thành phố. Lần này, anh ta cùng với đàn em của mình sẽ đi đến từng nhà cho thuê để đòi lại số tiền lớn của băng đảng đã bị trộm mất. Đến nơi, Lydia cảm thấy còn quá sợ hãi nên Jonan đã tặng cho cô một nụ hôn nồng cháy cùng với vài hơi bột mì khiến cho cô bình tĩnh lại tinh thần. Như thể được tiếp thêm sức mạnh, Lydia mang theo khẩu súng sẵn sàng bước vào trong, bỗng nhiên một tiếng súng vang lên, đục thủng tấm kính của căn nhà. Lydia hốt hoảng vội vàng chạy vào bên trong để xem xét tình hình thì thấy Jonan cùng đồng bọn của hắn đang thẳng tay hạ sát những người ở bên trong. Lydia được gã bạn trai yêu cầu tự tay nổ súng lấy mạng một người phụ nữ vì cô ta dám trộm tiền của băng đảng. Jonan muốn cô chứng minh rằng sẽ ngoan ngoãn làm bất kỳ điều gì theo lệnh của hắn. Nhưng lúc này, Lydia không thể nào xuống tay với người phụ nữ tội nghiệp trước mặt mình được. Jonan thét lớn định ra tay thì Lydia đã nổ súng trước hắn. Nhưng người mà cô gái trẻ ra tay chính là tên bạn trai máu lạnh của mình. Gác lại câu chuyện của Lydia, bộ phim giới thiệu cho chúng ta John, một người đàn ông trung niên vừa được mãn hạn tù. Sau khi trải qua một thời gian dài cải tạo ở trại giam, John dường như đã không còn muốn dính dáng đến những chuyện xấu trái pháp luật. Giờ đây, ông ấy chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên ngày qua ngày cho đến những giây phút cuối đời. Bạn thân của ông là Kirby thì luôn quan tâm và chia sẻ với John trong những lúc mà ông cảm thấy cô đơn và khó khăn nhất. Bởi vì sau khi ra tù, John vẫn luôn tìm kiếm tung tích của đứa con gái thất lạc của mình. John có một tiệm xăm nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố. Tuy không đắt khách, nhưng công việc cũng đủ cho ông trang trải cuộc sống không lo thiếu thốn. Nhiều lần Kirby đề nghị với người bạn của mình hãy quay trở lại nối lại tình cảm với vợ, nhưng John đều từ chối thẳng thừng. Giờ đây người duy nhất mà ông muốn ở bên cạnh chính là đứa con gái đã thất lạc nhiều năm. Và một hôm, John có một cuộc điện thoại. Người ở đầu dây bên kia không ai khác chính là Lydia, con gái của ông đã thất lạc nhiều năm. John vừa mừng vừa hoang mang vì dường như giọng điệu của Lydia đang chứng tỏ rằng bản thân cô gái trẻ đang gặp rắc rối lớn. Lydia muốn ông giúp đỡ gửi cho cô một số tiền lớn, dùng để chăm lo cho bản thân ở ẩn một thời gian, sau đó là bỏ trốn sang nơi khác sinh sống. John bảo rằng bao nhiêu tiền ông cũng sẽ đưa cho Lydia, bù lại phải tiết lộ nơi ở hiện tại của cô gái và đích thân ông sẽ đến đó để rước. Ngay trong đêm, John lái xe đến trung tâm thành phố để đón rước con gái lâu năm không gặp mặt của mình. Cuối cùng, ông cũng đón được đứa con gái bé bỏng của mình an toàn quay về nhà. Do quá kiệt sức nên Lydia đã ngủ thiếp đi trên đường về, nên John đã phải bồng cô vào bên trong. Ông lục trong túi sách của Lydia và tìm thấy được một khẩu súng cùng với vài bịch bột mì. John dường như sụp đổ và không tin vào mắt mình. Đứa con gái nhiều năm không gặp mặt bây giờ đã trở thành một con... John hạ quyết tâm, bản thân đã không có mặt để chăm sóc cho Lydia lúc cô còn nhỏ, cho nên giờ phút này chính là lúc để ông bù đắp lại toàn bộ trách nhiệm mà một người cha nên làm. Lydia muốn khơi lại ký ức đẹp đẽ năm xưa nên đã trình diễn màn thổi sáo cho bố của mình. Tuy nhiên, John thừa biết cây sáo này chỉ là trò đánh lạc hướng. Lydia đã giấu sẵn một bịch bột mì ở bên trong. Điều này làm cho John vô cùng phẫn nộ. Cho đến một ngày, ba tên côn đồ dưới trướng của Jonan đã tìm đến tận tiệm xăm của John. Bọn giang hồ đã biết rõ Lydia đang có mặt ở đây nên liên tục đòi John giao nộp người, nếu không sẽ phá nát cái tiệm xăm nhỏ này. John không muốn đôi co với bọn chúng nên liền quay lưng bỏ đi vào trong. Ba tên côn đồ tức giận liền ném đá và đập phá cửa kính của tiệm xăm, không thể nhịn nổi nữa. John dùng dao và súng tấn công đáp trả nhằm hăm dọa đuổi bọn côn đồ đi. Ba tên giang hồ vác ra những khẩu súng trường, liên tục nã kẹo đồng về phía hai cha con John. Bị áp đảo về số lượng cũng như hỏa lực, đúng lúc này, những tên côn đồ lái xe húc thẳng vào tiệm xăm nhỏ của John khiến nó bị lật ngửa, hư hỏng nặng nề. May mắn, Kirby cùng với 500 anh em đã có mặt kịp thời để giải vây cho John. Ba tên côn đồ lúc này cũng phải nể sợ, đành lên xe rút lui. John cùng với Lydia không có bất kỳ thương tích gì nặng nề, nhưng hai người phải nhanh chóng chạy thoát thân trước khi cảnh sát đến vì bọn họ sẽ điều tra ra được Lydia có dính dáng đến vụ việc này. Cả hai lên xe tiếp tục chạy trốn. Trên đường đi, John muốn chính miệng con gái kể rõ những chuyện gì đã xảy ra và vì sao cô lại bị nhóm côn đồ đó truy sát.
John biết rõ rằng chuyện này khá hệ trọng vì qua hình xăm của ba tên côn đồ, ông có thể đoán được bọn chúng thuộc băng đảng xã hội đen huynh đệ chuyên buôn bán chất cấm và rửa tiền. Đến nước này, Lydia đành phải khai nhận toàn bộ những chuyện đã xảy ra cho bố mình nghe. Khi John phải đi tù và vợ của ông đã quyết định tiến thêm bước nữa, những ngày tháng sống cùng với mẹ và tên bố dượng như là địa ngục trần gian đối với Lydia, cho nên cô bé đã quyết định bỏ nhà ra đi, biệt tăm biệt tích không lời từ biệt. Chân ướt chân ráo bước vào đời với một cô gái vừa tròn đôi mươi như Lydia thật sự khá khó khăn. Nhưng lúc này, cô may mắn gặp được Jonan, một tên giang hồ điển trai. Hắn yêu thương và chiều chuộng Lydia hết mực, khiến cho cô gái trẻ có cảm giác hạnh phúc lần đầu tiên trong cuộc đời. Một hôm, cô được Jonan yêu cầu đi cùng với băng đảng để xử lý những khách hàng thuê ăn trộm tiền. Bởi vì số tiền sau những phi vụ cùng số hàng cấm thường được chôn sau bức tường những căn nhà cho thuê của băng đảng nhằm tránh sự chú ý của cảnh sát. Và số tiền bị mất, dĩ nhiên những vị khách thuê nhà chính là thủ phạm và chú của Jonan đã yêu cầu hắn đi giải quyết những việc này. Lydia được yêu cầu lấy mạng của một người phụ nữ, nhưng cô đã kháng lệnh và thẳng tay bắn chết Jonan. Việc này đã khiến cho cô gái trẻ trở thành mục tiêu bị săn đuổi hàng đầu của băng đảng huynh đệ. Ngay đến đây, John lại càng thêm lo lắng và sợ hãi vì thế lực mà hai bố con đương đầu là quá lớn mạnh. Vì việc này, liền John quyết định sẽ đi tìm thêm chi viện cho mình bằng cách quay trở lại tổ chức nơi mà ông đã phục vụ trong quá khứ. Tối hôm đó, ông cùng con gái đến thuê một nhà nghỉ nhỏ ở ven đường để nghỉ ngơi và tiếp tục cuộc hành trình vào sáng hôm sau. Lydia cảm thấy khó ngủ, liền đi xuống bên dưới để tán gẫu với anh lễ tân. Tại đây, qua chiếc TV, cô thấy hình ảnh của bản thân và kể cả John đang trở thành mục tiêu truy nã trên toàn quốc. Vì qua điều tra của cảnh sát cho rằng họ có liên quan đến những vụ thảm sát do băng đảng huynh đệ gây ra. Anh chàng lễ tân cũng đã biết chuyện này từ lâu, nhưng anh chàng tốt bụng lại không báo cho cảnh sát. Ngay lập tức, Lydia gọi điện ngay cho bố mình, yêu cầu ông có mặt tại quầy lễ tân để chuẩn bị lên kế hoạch trốn thoát vì cảnh sát đã tìm đến nơi. Hai người họ đã bị theo dõi từ lâu mà không hề hay biết. Lúc này, anh chàng lễ tân đưa cho John một chìa khóa của một căn phòng trống để hai cha con có thể ẩn nấp. Hai viên cảnh sát nhanh chóng đi lục soát từng phòng trong nhà nghỉ. Đang trong lúc hoang mang không biết phải làm thế nào, Lydia đã thoáng nghĩ đến viễn cảnh bản thân phải ở tù. Thì đúng lúc này, hai tiếng súng dữ dội vang lên. Một người cảnh sát bị bắn hạ ngay lập tức. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đây là cơ hội để John cùng với con gái nhanh chân tẩu thoát. Đúng lúc này, kẻ đã nổ súng sát hại viên cảnh sát cũng đã xuất hiện. Gã này rất to lớn và có nhiều hình xăm ở trên người, trông rất đáng sợ. John đã kịp thời nổ máy và lái xe bỏ trốn trước khi cả hai phải chịu chung số phận với những viên cảnh sát. Qua dáng vẻ của gã vừa tấn công mình, John đã đoán được hắn là sát thủ cấp cao của băng huynh đệ. John cố gắng liên lạc với một người quen ở trong tù và nhờ ông ta tìm những thông tin liên quan đến tên Jonan. Trong lúc này, cả hai đã tìm đến được nông trại của Rayson, đại ca của John lúc ông còn ở trong thế giới ngầm. Rayson này là một ông già theo chủ nghĩa phát xít vì lý do là đàn em thân tín của ông ta đều bị cảnh sát truy quét. John là một trong số đó, nhưng vì là một người trọng nghĩa khí nên anh quyết định ôm mọi tội lỗi về bản thân mà không hề khai ra bất kỳ điều gì cho cảnh sát về Rayson cũng như băng đảng. Đó là nguyên nhân vì sao John đã phải ngồi tù 9 năm ròng rã. Lần này, ông quay trở về đây là muốn Rayson trả lại số tiền của John mà lão đang giữ, đồng thời lấy lại chiếc xe mô tô ưa thích của mình làm phương tiện để hai cha con vượt biên sang Mexico để lẩn trốn một thời gian. Rayson vẫn xem John như đàn em thân tín nhất nên đã dễ dàng đồng ý với những yêu cầu này. Ông ta còn mời hai cha con John ở lại đây nghỉ ngơi qua đêm, sáng hôm sau sẽ tiếp tục lên đường. Tối đó, John đã có một dịp gặp gỡ và ăn uống vui chơi cùng với những anh em chỉ cốt năm nào. Lydia lạc lõng ngồi một mình, thấy vậy, Rayson liền đến bên cạnh để trò chuyện. Rayson kể rằng Lydia không cần biết những gì mà bố mình đã làm trong quá khứ, bởi vì những việc này là vết nhơ mà cả đời John luôn cảm thấy ân hận. Ông chỉ đang cố để con gái mình không phải sống một cuộc đời vào tù ra tội như chính bản thân đã trải qua. Lydia chính là ánh sáng hy vọng để cho John nỗ lực từng giây, từng phút. Vì vậy, Jason khuyên rằng cô gái trẻ nên biết ơn những gì mà bố mình đã hy sinh cho bản thân cô. Sau khi bữa tiệc kết thúc, John đã cặm cụi tu sửa lại chiếc mô tô của bản thân. Lydia liền đến bên cạnh ông, lần đầu tiên trong cuộc đời cô thổ lộ rằng bản thân yêu bố đến nhường nào. Cô không muốn ông bị liên lụy vì những sai lầm tai hại của bản thân nên Lydia đã yêu cầu John hãy đầu thú. Ông sẽ được minh oan, còn Lydia cùng lắm chỉ phải ngồi tù vài năm vì cô không hề sát hại người vô tội giống bọn người Jonan. Nhưng đã đi đến nước này thì không còn kịp để quay đầu nữa. John quyết tâm sẽ đưa con gái của mình đến nơi an toàn và bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Sáng hôm sau, trong khi vẫn còn đang mơ màng chưa tỉnh ngủ, thì John đã bị đánh thức bởi vợ của Rayson. Bà ấy dùng súng để đe dọa và khống chế hai cha con đến trước mặt của Rayson. Thì ra, lão già này đã biết được thông tin Lydia đang bị cảnh sát treo thưởng 30.000 đô cho ai giao nộp được cô gái. Số tiền này được xem là khổng lồ và làm được rất nhiều thứ tại nơi đồng quê hẻo lánh này. Rayson yêu cầu John hãy rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, còn Lydia sẽ được ông ta giao nộp cho cảnh sát. John không thể tin được.
John nhanh trí đánh gục vợ của Rayson và cướp lấy khẩu súng của bà ta đe dọa ngược lại người từng là đại ca của mình. Ông không muốn xuống tay vì vẫn còn nể tình xưa nghĩa cũ, nên John đã nhanh chóng lấy xe cùng con gái tẩu thoát. Trên đường đi, hai người lại bị truy sát bởi đàn em của Rayson, biết rằng không thể yên ổn nếu cứ để bọn nhãi nhép này theo sát phía sau, nên John rút khẩu súng của mình, tặng vé sang thế giới bên kia cho một tên. Tên còn lại thấy tình hình có vẻ không ổn, liền tăng ga bỏ chạy, nhưng đã diệt thì phải diệt tận gốc. John đuổi theo và tiếp tục nổ súng tấn công, khiến tên côn đồ loạng choạng và bị một xe đầu kéo đâm trúng, mất mạng tại chỗ. Đi được một lúc thì cả hai tìm đến được một nhà nghỉ nhỏ để dừng chân. Lydia lúc này hỏi bố của mình có bao giờ ông đã nghĩ đến ý định tự sát hay chưa. Vì giờ phút này mọi thứ đang quá tối tăm mù mịt nên Lydia muốn giải thoát cho bản thân khỏi bể khổ. John bảo rằng bản thân đã cố gắng tự sát rất nhiều lần trong quá khứ nhưng ông đã không đủ can đảm để làm việc đó bởi vì xung quanh vẫn còn rất nhiều người quan trọng đối với bản thân mình. John giải thích cho con gái của mình giá trị của cuộc sống đáng trân trọng ra sao. Đừng nên suy nghĩ bi quan mà hãy luôn hướng về phía trước bởi vì hôm qua đã là quá khứ, ngày mai là một điều bí ẩn nhưng ngày hôm nay là một món quà. John có việc cần phải đi nên ông dặn dò kỹ Lydia chốt cửa cẩn thận và đừng mở cửa cho bất cứ ai. Xong xuôi, John ăn mặc chỉnh tề phóng xe một mạch đến nhà tù của địa phương. Người mà John muốn gặp chính là ông trùm Rios, người mà John đã nhờ vả tìm kiếm thông tin về Jonan. Phải nói rằng, Rios đích thị là một ông trùm quyền lực bậc nhất khu vực này, đến nỗi các quản ngục cũng phải kính nể vài phần. Rios tiết lộ rằng Jonan là cháu trai của ông trùm băng đảng huynh đệ. Tuy nhiên, tên này lại cố tình đánh cắp tiền của băng đảng và đổ mọi tội lỗi lên đầu của những người thuê nhà. Những thông tin này, Rios có được thông qua một tên thuộc băng nhóm huynh đệ khác cũng đang cải tạo tại trại giam này. Mặt khác, về phía Lydia, cô nhận được cuộc gọi từ Kirby. Ông ấy đề nghị cô nên đến những nơi đông người để an toàn hơn là ở một mình trong lúc không có John ở bên cạnh. Nghe theo lời khuyên, Lydia đành tìm đến một rạp chiếu phim, nhưng tại đây, điều cô gái không ngờ đến nhất đã xảy ra. Tên bạn trai cũ Jonan vẫn còn sống. Viên kẹo đồng mà Lydia bắn không trúng vào động mạch cho nên hắn vẫn giữ được tính mạng. Cùng với đám đàn em của mình, Jonan bắt lấy bạn gái cũ của mình mang đi và gọi điện đến John để đe dọa. Bọn chúng cũng bắt Kirby về hành hung một cách dã man, đã lấy thông tin vị trí của Lydia. Sau khi đã hết giá trị lợi dụng, Jonan cho đàn em thẳng tay kết liễu người bạn già của John. Điều này càng làm cho John cảm thấy tức giận hơn bao giờ hết. Ông ta cảnh cáo Jonan không được phép làm hại đến Lydia, bởi vì nếu hắn dám động vào một cọng tóc của cô thì John sẽ khai ra toàn bộ sự thật về chuyện hắn trộm tiền của tổ chức cho người chú nghe. Jonan lập tức bị dọa đến xanh mặt và đồng ý thỏa thuận tìm một chỗ để gặp mặt John. Lúc này, John đang lái xe quay trở về trang trại của Jason và lấy một số vũ khí phục vụ cho việc giải cứu đứa con duy nhất của mình. Tên Rayson thấy John dám cả gan quay lại, liền mang súng đến tính sổ, nhưng chưa kịp làm gì đã để bị bắn cho vài lỗ thủng trên người. Một lúc sau, John lái xe đến địa điểm đã hẹn với Jonan. Ông ta từ tốn đặt một quả bom hẹn giờ vào gầm xe, sau đó bình tĩnh bước đến trước mặt bọn côn đồ để cho chúng lục soát. Xác nhận trên người của John không có vũ khí, Jonan liền đồng ý để ông vào xe gặp con gái của mình. Đúng lúc này, đám tay sai của Jonan đi đến di chuyển chiếc xe mô tô của John liền bị nổ tung thành từng mảnh. Nhân cơ hội bọn côn đồ hỗn loạn, John liền đánh gục một tên ở bên cạnh và cướp lấy khẩu súng, sau đó lần lượt hạ sát từng tên một. Tên sát thủ xăm kín mặt lại một lần nữa xuất hiện, ông đã bị bắn trúng vào bụng. Trong lúc nằm dưới đất, John đã quan sát thấy tên sát thủ đang lần mò tìm đến chỗ của bọn họ. Thế là John đã phục kích sẵn, chờ tên sát thủ vừa ló mặt thì liền tặng cho vài viên kẹo đồng, thành công tiêu diệt tên quái vật máu lạnh này. Nhưng do vết thương quá nặng, John biết bản thân không còn nhiều thời gian. Ông liền chăn trối vài lời, mong muốn Lydia hãy cố sống cho tử tế và rồi chút hơi thở cuối cùng trên tay con gái. Lydia ôm lấy thi thể dần nguội lạnh của John, khóc đến khan cả họng. Cô cảm thấy tội lỗi vì đã không ở bên cạnh chăm sóc bố trong suốt một quãng thời gian dài. Về phía tên Jonan, đi được một đoạn thì hắn đã bị cảnh sát do John gọi đến từ trước bao vây. Thế là tên hèn hạ này được tặng một vé ăn cơm nhà nước dài hạn, chờ đợi sẵn tên Jonan bên trong nhà giam chính là nhóm người của Rios. Bọn họ sẵn sàng dạy dỗ tên này một trận để trả thù cho người bạn lâu năm John. Kết phim, Lydia sau khi được mãn hạn tù đã quay trở về sống một cuộc đời bình yên giống như bố của mình lúc trước. Cô thường xuyên chia sẻ câu chuyện của mình cho những người khác để họ có kinh nghiệm không mắc phải những sai lầm tai hại như chính bản thân mình. Bài học rút ra từ bộ phim chính là hãy chọn người tử tế để yêu nếu không muốn gặp phải rắc rối. Vâng, bộ phim cũng kết thúc ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Thích phim review, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.